Xin chào các chị, rất vui gặp lại các anh chị trong cái video ngày hôm nay. Cảm ơn các anh chị đã quan tâm, lắng nghe, theo dõi, ủng hộ, đồng hành cùng kênh của tôi trong thời gian vừa qua. Toàn bộ nội dung trên kênh là những trải nghiệm, những cái phân tích cá nhân của tôi về thị trường bất động sản, như vậy có đúng hay còn thiếu sót, rất mong anh chị bỏ qua. Tất cả mọi thông tin là để giúp anh chị tham khảo để đầu tư bất động sản, đúng không ạ? Các anh chị có thể đăng ký đặt mua sách trên website sách.bấtđộngsản.com.vn để có thể mua cái cuốn sách hiện tại là một trong cuốn sách bán chạy nhất Việt Nam về đầu tư bất động sản cá nhân. Nó là toàn bộ chia sẻ rồi. Anh chị có thể đăng ký theo dõi cái kênh YouTube hoặc đăng ký làm hội viên trên kênh để đón những cái video, những cái phân tích mới nhất. Và những cái hội viên sẽ có cái quyền lợi riêng với cái phí khoảng 50.000 một tháng để xem những cái video phân tích hoặc là tư vấn đầu tư, hoặc là anh chị có những cái hỏi đáp riêng có thể nhắn trực tiếp cho tôi, nếu là hội viên thì tôi sẽ hỗ trợ giải đáp tư vấn. Đó. Trong cái video ngày hôm nay thì tôi xin chia sẻ về một cái thị trường mà cũng là cái thị trường xuất phát điểm của tôi từ ngày đầu đầu tư bất động sản, đó chính là thị trường Quảng Ninh, đúng không ạ? Trong nhiều video thì tôi đã chia sẻ với mọi người, chia sẻ với anh chị rằng là gì, là trong chúng ta phải khép lại cái chu kỳ trong mấy năm vừa qua và chúng ta hướng tới cái giai đoạn mới, là chúng ta sẽ phải tìm kiếm, nghiên cứu những cái thị trường mới, những thị trường có thể là cũ nhưng mà chúng ta coi đó là thị trường mới, và chúng ta phải tìm, chúng ta phải phân tích, chúng ta phải tìm ra cái lý do để chúng ta quyết định đầu tư vào cái khu vực đấy, đúng không ạ? Tức là gì, trong nhiều thị trường nó tăng giá thì chúng ta sẽ chọn một cái thị trường mà nó còn có cái động cơ, cái động lực, cái lý do tăng giá được tiếp nữa, thì đấy là cái điều rất là quan trọng. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ vẫn phải chọn các cái hạ cái mục tiêu lợi nhuận mình xuống, vì cái lợi nhuận tăng cao bây giờ rất là khó. Cái hai là gì, là giảm thiểu cái rủi ro. Đương nhiên là chúng ta sẽ phải phân tích cái thông tin kinh tế vĩ mô hay là chờ những thông tin về rủi ngân hàng. Và tôi vẫn nói với anh chị rằng là gì, thời điểm này cái thời điểm rất là thích hợp để chúng ta đi nghiên cứu, chúng ta tìm kiếm, chúng ta phân tích cái loại hình bất động sản, tìm kiếm cơ hội đầu tư và học hỏi, học tập những cái thông tin kiến thức mới. Tại sao tôi lại chọn Quảng Ninh thì các anh chị chắc là không phải nói nhiều rồi, vì Quảng Ninh là một trong cái thị trường bất động sản mà nó sẽ còn rất nhiều động lực để tăng giá tiếp theo trong những năm tới đây. Thì trong cái video này tôi sẽ chia sẻ với anh chị cái góc nhìn, cái quan điểm của tôi và cái loại hình bất động sản nào chúng ta nên đầu tư. Thế ngoài ra nữa thì ở Việt Nam còn nhiều các cái tỉnh thành nữa, nhưng mà đây là một trong cái mà tỉnh trong cái địa phương mà tôi đánh giá rất là cao về cái cơ hội phát triển trong tương lai, vì nó có những cái điều mà nơi khác không có được, nó có cái thứ mà nhiều nơi khác không có được, đúng không ạ? Các anh chị đã từng xem video bất động sản về Quảng Ninh từ năm trước thì anh chị đã thấy rằng là tôi nhận định tương đối chuẩn xác. Tức là gì, cái hướng đầu tư bất động sản Quảng Ninh sau khi đường cao tốc xong, các bạn thấy rằng đây là Quảng Yên này, đúng không ạ? Và cái bán đảo Hà Nam, rồi là khu công nghiệp, tức là cái đất sau khi mà làm xong đường cao tốc này, lối từ Hải Phòng cầu Bạch Đằng sang đến Quảng Ninh, chúng ta thấy rằng là cái quỹ đất mà của cái Quảng Yên này nó thành quỹ đất vàng, và việc phát triển công nghiệp với gần với giáp với cảng biển Đình Vũ, rồi là cảng biển về sau này đó là cảng Lạch Huyện, đúng không ạ? Và nó thành cái quỹ đất vàng để phát triển công nghiệp, và cái đất này nó tăng giá rất là nhanh, rất là mạnh. Lôm na cái khu này, cái khu mà chúng ta thấy rằng là cái đảo bán đảo Hà Nam Quảng Yên này sau này sẽ thành các cái khu gọi là công nghiệp, khu dịch vụ công nghiệp rất là lớn. Nhưng ngoài ra các chúng ta đã biết rằng rất rõ ràng là cái Hạ Long Xanh, các bạn biết rằng là Hạ Long Xanh cũng đã lấy đất và Vin cũng đang triển khai một phần giáp với cả Hạ Long, và cái phần Quảng Yên thì chưa triển khai nhưng mà nó lấy đang hiện nay đang san lấp, đang mở đường đấy, làm đường ở cái phần mà giáp với phía Tuần Châu, giáp với phía bắt đầu vào Hạ Long, đúng không ạ? Đây cái chỗ này hiện nay thì Vin đã bắt đầu triển khai cái chỗ khu này giáp với Tuần Châu. Đây đây rồi, đây hiện nay Vin đang triển khai giáp với cái khu bên này các bạn ạ. Đó, Vin Hạ Long Xanh. Còn khu bán đảo Hoàng Tân này thì chưa triển khai vì rộng, tổng cái diện tích dự án này rất là lớn, nó hàng nhiều nghìn hecta, đúng không ạ? Nhưng mà hiện nay thì đang san lấp cái phần mà gần cái khu thì mình các bạn đang xem gần với phía Hạ Long, phần Quảng Yên là triển khai. Thì chúng ta thấy rằng là gì, là từ trước khi trong cái video cái đây khoảng mấy năm trước thì tôi đã chia sẻ với chị là hướng phát triển dọc biển thì đầu tiên phải là Quảng Yên, Hạ Long, Quảng Ninh nói chung ấy là một cái địa phương mà nó có rất nhiều động lực tăng giá, nên là chính cái thời điểm vừa rồi ấy, một số các cái tỉnh thành, thành phố khác thì nó chỉ tăng đến thành phố thôi hoặc là ven thành phố là cùng, đúng không ạ? Nhưng mà Quảng Ninh là một cái địa phương rất đặc biệt, khi mà cái cơ sở tầng nó đầu tư quá nhanh và dân nó giàu, dân họ Quảng Ninh rất là giàu, đâm ra là gì, là hầu như tất cả các cái thành phố, các cái huyện ở Quảng Ninh đều tăng rất là mạnh, từ Uông Bí, Quảng Yên, Hà Tu, Vân Đồn, Móng Cái, Hạ Long, Cẩm Phả, Quảng Yên đều tăng hết, các bạn thấy không ạ? Tức là vì sao, vì đây là một cái tỉnh có cái nội lực rất là mạnh, nên là cái
và cái đầu tư cơ sở phát triển hạ tầng rất là nhanh và mạnh, có nhiều cái yếu tố để thu hút các cái chủ tư về, về công nghiệp, về du lịch, về cảng biển đều có, đúng không ạ? Rồi là cửa khẩu đều có, du lịch đều có, đô thị du lịch nghỉ dưỡng đều có, sân golf đều có, đâm ra là có quá nhiều các cái gọi là các lý do để tăng giá. Ở một số tỉnh, ở các cái tỉnh thành khác nó chỉ có đôi khi là chỉ là cao tốc không thôi, xong cao, xong cao tốc xong còn các cái chủ tư đã có dự án nó chưa triển khai, hoặc là các cái tỉnh thành khác mới bắt đầu với quy hoạch sân bay thôi, hoặc là các cái tỉnh khác có sân bay có cao tốc nhưng không có cửa khẩu. Các tỉnh thành khác ví dụ có du lịch lại không có gì ạ, có những cái đặc điểm nổi bật ví dụ như vịnh di sản đúng không ạ, hay là các cái địa phương tỉnh thành khác đẹp hơn, thậm chí là du lịch đẹp hơn nhưng mà lại không gần Hà Nội. Thế là gì, là Quảng Ninh nó có đầy đủ tất cả các yếu tố, nó gọi là Việt Nam thu nhỏ mà, đúng không ạ, và nó còn tiếp tục phát triển nữa trong cái thời gian về dài nữa. Thì về mặt cơ bản thì sẽ vẫn phát triển cái dọc dọc trục mặt biển thôi, đúng không ạ. Thế là gì, là Quảng Yên là công nghiệp, rồi có một chút Hoàng Tân là vấn đề các cái dự án sau này của Vingroup là Hạ Long Xanh đang triển khai, rồi Tuần Châu, rồi đến Hạ Long, đúng không ạ. Hạ Long thì vẫn là trung tâm nhất rồi, đúng không ạ? Sau đó lên Cẩm Phả, hiện nay các đường bao biển Cẩm Phả đã thông rồi và Cẩm Bả Phả cũng đã phát triển, có quy hoạch của Sun của Vi trên này nhưng sẽ chờ thời gian nữa, đúng không ạ? Rồi tiếp theo đến phía trên này đó là gì? Là Vân Đồn. Vân Đồn các anh chị biết quá rõ rồi về quy hoạch, về sân bay và nó đem một cái là chứng trúng sau dịch bệnh, đúng không ạ? Và tôi đã từng chia sẻ các anh chị cái key của Vân Đồn hay là key của Móng Cái. Hiện nay các bạn thấy rằng là vừa rồi mới khai trương. Mùng 2/9 vừa rồi mới khai trương cái tuyến cao tốc mà từ Vân Đồn đến Móng Cái đã thông thẳng rồi, đúng không ạ? Và đến giờ đến Móng Cái. Nhưng mà Vân Đồn và Móng Cái thì cái nó sẽ phụ thuộc vào cái key chính, cái key lớn nhất của Vân Đồn Móng Cái nó sẽ liên quan đến Trung Quốc. Đó là gì, là những cái cơ chế của hai nước, rồi là các cái việc mà cơ chế liên quan đến ngoại giao, liên quan thông thương, liên quan sản xuất, liên quan cửa khẩu vân vân. Cái hai nữa là gì, là Trung Quốc phải thực hiện chính sách zero covid xong đã thì nó mới phát triển cơ hội được. Thì lúc đấy thì du lịch hay là công nghiệp hay đất cát tiếp tục của Móng Cái hay là Vân Đồn nó tăng, và nó tăng đến mức nào nó sẽ phụ thuộc vào cái việc cơ chế chính sách đặc thù của quốc gia, của đất nước của ta, đúng không ạ? Chứ không phải bỗng dưng mà săn đầu tư cao tốc lên Vân Đồn để thông lên Móng Cái, rồi là gì, là Vân Đồn quy hoạch đặc khu, rồi Móng Cái có rất nhiều các chủ tư lớn lên làm, không phải bỗng nhiên như vậy. Thì cái key lớn nhất của nó phải là key của người, key cơ chế chính sách với cái Trung Quốc như thế nào. Chúng ta biết rằng là chúng ta có muốn hay không muốn thì đều chúng ta phải hợp tác với Trung Quốc, đúng không ạ? Nên là cái giá đất của hai cái khu vực mà Móng Cái với gì, với Vân Đồn đấy, nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái việc là gì, cái cơ chế, cái chính sách với người, với cái nước bạn, với Trung Quốc như thế nào, đúng không ạ? Ok. Nhưng mà với tình hiện nay thì các bạn biết rằng là gì, là ok, Trung Quốc thì có thể là hiện nay vẫn đang gặp rất là khó khăn đấy, liên quan đến Covid, rồi là hợp tác, rồi là các chủ tư lớn như Sun đã đầu tư lớn hay là Vin đã đầu tư Móng Cái khu thị, đúng không ạ? Sun đã đầu tư cao tốc rồi là sân bay, thì tôi nghĩ rằng là về tương lai gần, có thể trong vòng 2-3 năm tới thì Móng Cái và Vân Đồn nó có thể tiếp tục phát triển, nhưng nó sẽ phụ thuộc vào cái kia, nên là cái phụ thuộc vào cái lý do đấy thì chúng ta không biết được khi nào, nên là chúng ta cần phải chờ. Còn cái ở Cẩm Phả thì hiện nay thì tôi không nghiêng về Cẩm Phả nhiều lắm, vì Cẩm Phả mới có quy hoạch thôi, để triển khai thì tương đối gặp nhiều vấn đề, đúng không ạ? Mà cái giá đất Cẩm Phả, các bạn biết rồi, giá đất ở Quảng Ninh thì tôi nói rằng là một trong số ít tỉnh ở Việt Nam. Đấy, ví dụ Hà Nội thì tăng khắp mọi nơi, đúng không ạ? Vì dân số đông, rồi là vì vẫn là thủ đô, hay Hồ Chí Minh như vậy, dân số đông, diện tích đông, diện tích vùng ven nội đô tăng, vùng ven tăng mạnh. Nhưng mà Quảng Ninh là cái tỉnh gần như là rất là hiếm, là tăng tất cả mọi nơi, tăng tất cả mọi thứ luôn, từ đất rừng, đất biển, đất dãy, đất lương, đất cửa khẩu, đất phóng, đất biển, đất công nghiệp, cái gì cũng tăng hết luôn, đúng không ạ? Thì cái mà khu vực mà trong các cái khu vực mà trong các cái tỉnh ở Việt Nam đã tăng thì chúng ta chọn tiếp một tỉnh còn nhiều động lực tăng giá tiếp. Ở trong một tỉnh mà đã tăng như vậy rồi như Quảng Ninh rồi thì chúng ta sẽ chọn một cái khu vực mà nó còn tăng tiếp một nữa, đúng không ạ? Thì trong tất cả thì tôi vẫn quay về Hạ Long thôi, đúng không ạ? Các bạn biết rằng là tôi đã có cái video review chia sẻ anh chị đầu tư về Cao Xanh Hà Khánh thì đã rất là ok rồi, rồi là Hoành Bồ, đúng không ạ? Đó, thì đã ok rồi. Thế còn đương nhiên các bạn thấy rằng là gì, để về mặt về lâu dài du lịch thì nó Hạ Long nó quá nhiều cái điểm mạnh rồi. Đó, thương hiệu này, uy tín này, thương hiệu rất là lớn rồi. Giờ các bạn mà đi cuối tuần thì gần như Hạ Long lúc nào cũng rất là đông. Rồi là dịch vụ đã đầy đủ rồi. Bây giờ hiện nay các bạn đi Hạ Long thì không thiếu cái gì cả luôn. Từ ba bãi biển ăn chơi ngủ nghỉ nhảy múa, tức là du lịch nó bao gồm mấy cái dịch vụ, đúng không ạ? Đi phải có chỗ ngủ đấy là cái cơ bản nhất, đúng không ạ? Thì hiện nay phòng ốc ở Quảng Ninh giờ ngày càng đẹp, rất nhiều cái dịch vụ đấy, rất nhiều cái dịch vụ ca hát ba sàn nhảy bay vân vân, đúng không ạ? Rồi là ăn uống này đấy, thì Hạ Long đang làm rất là tốt, rất nhiều nhà hàng hải sản ẩm thực phong phú,
rồi là gì ạ, chơi này, công viên này, bar này, rồi là tắm này, các dịch vụ bãi biển này, vân vân, đúng không ạ? Rồi mua sắm này, đúng không ạ? Mua sắm thì bắt đầu Hạ Long bây giờ hiện nay thì gần cho trước tôi vừa đi tôi nói rằng gì là Hà Nội có cái gì thì Hạ Long nó có cái đấy, tức là mua sắm các cái dịch vụ trang thiết bị, quần áo, đồ ăn, đồ dùng tiêu sản vân vân đủ hết, đúng không ạ? Thì đấy là những cái thứ mà chúng ta đang là gì, rồi là có đặc biển mà hút người ta đó. Tôi vẫn nói từ cái video ngày xưa đó là gì, là một trong những cái địa phương mà người ta nhớ nhất đến Việt Nam hay quốc tế, đó chính là gì, Vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên quốc tế, di sản thiên nhiên thế giới, đúng không ạ? Thì đấy là những cái yếu tố mà các nơi khác, có các nơi khác có thể có nhưng chưa phát triển, nhưng Hạ Long là cái đất nước, Hạ Long là cái địa phương mà đã có và tiếp tục phát triển và có cái đặc biệt không ai có. Ngoài ra các bạn thấy rằng là gì, Hạ Long nó gồm 3 thành phần chính, chúng ta thấy rằng là hai cái cục đấu đầu vào nhau đó, Vịnh Cửa Lục, Vành Bồ thì gần như đã sát nhập vào Hạ Long rồi và đang quy hoạch triển khai, chờ cái tôi nghĩ rằng là sẽ phải chờ khi mà đến năm 2025 khi mà các cái nhà máy xi măng mới dừng hoạt động, đúng không ạ? Bắt đầu thì nó sẽ triển khai tiếp và nó có quỹ đất tương đối lớn để thúc đẩy cái giá lên để thu hút được dân về, và cái view Vịnh Cửa Lục sau này cũng khá là ok, khá là chất. Cái thứ hai là bên Hòn Gai, Hòn Gai thì nó đã phục vụ chính cho dân địa phương, đúng không ạ? Bên này thì các bạn thấy rằng là khách du lịch thì bên Bãi Cháy, còn người dân địa phương hoặc những người mà thích yên tĩnh hơn thì sẽ sang bên Hòn Gai, đúng không ạ? Thì Hòn Gai hiện nay cái giá đất các bạn biết rằng là đều cũng tăng cấp 2 cấp 3 rồi, cái mặt biển, cái đường bao biển Trần Quốc Nghĩễn này bây giờ giá nó biệt thự mặt biển này nó phải 250 300 rồi. Ở bên trong nó phải 150 200 rồi, đúng không ạ? Thế còn những cái vị trí bên view của thằng Mumbai này, để mặt quảng trường đều rất là đắt rồi, cấp 2 cấp 3 rồi, rồi Vin Home Dragon Bay, rồi bên đây là gì ạ? Là thằng của đồng Dojiland. Đấy, bên Cao Xanh Hà Khánh đất cũng đều tăng hết rồi, đúng không? Các cái dự án lên đều tăng hết rồi. Đấy, còn bên Hoành Bồ thì cũng đã tăng so với giá gốc ngày xưa rất là nhiều rồi, từ 1 2 3 triệu bây giờ 5 6 7 8 9 10 20 triệu rồi. Đấy, còn một bên Hạ Long nữa thì cái bên mà trung tâm để mà phát triển tiếp hơn nữa nó phải là bên Bãi Cháy. Là các bạn để ý như này, Bãi Cháy thì nó gồm chia thành Bãi Cháy gần như là cái quỹ đất nó được chia rất là rõ ràng rồi. Cái phần mặt biển bên đây nó chính là của Sun, đúng không ạ? Sun đã triển khai khoảng 600 hectare bên này rồi, đã bao gồm khu vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng, bãi biển. Tóm lại là khu vực này nó không khác, nó phải nói là rất là đẹp, rất tuyệt vời luôn. Ăn chơi ngủ nghỉ đầy đủ luôn, mua sắm đầy đủ luôn. Nó chỉ thiếu một cái đó là khách quốc tế phục hồi lại, khách Trung Quốc phục hồi lại thì nó sẽ chờ mất khoảng vài năm nữa, đúng không ạ? Nó đen một cái là vừa xây xong cái bắt đầu là dịch bệnh, mất 2 năm thì nó phải chờ tầm 3 4 năm nữa khi mà thực sự là kinh tế thế giới nó phục hồi, đúng không ạ? Du lịch nó phục hồi lại thì ở đây quá tuyệt vời luôn. Những cái tàu biển ở trên, ở trên đồi thì chia nhỏ ra nó có mấy một số đơn vị triển khai, có Molaco rồi có đồi, có thằng cái thằng gì chỗ này này đấy, trên đồi nó sẽ chia ra rồi. Đấy, bên này thì cũng là trên đồi đấy là của Sun thì phải. Còn ngoài ra mặt biển tiếp theo đó là của cái ông Bim Bim Group, đúng không ạ? Khoảng tầm 300 hecta thì tôi đã từng review rồi. Cái thằng Bim này thì nó hơi hoang sơ một chút vì Bim này là cái đất, ví dụ các bạn biết rằng là Sun thì họ bán các cái bất động sản và bao gồm các cái dịch vụ vui chơi giải trí luôn. Thì âm ra nó hiện nay người ta đến Hạ Long chơi hãy tập trung vào của Sun này. Đấy, thằng Bim này nó bán bất động sản nhưng mà các cái dịch vụ bãi biển chưa có, chưa triển khai. Đấy, tức là gì, là Sun thì làm các cái dịch vụ vui chơi giải trí trước sau đó bán bất động sản, còn ông Bim này là bán bất động sản trước xong rồi, không biết là sau này ông triển khai không, nếu ông triển khai nữa thì bên này mới đông được. Đấy, vì khách, cái lượng khách các bạn biết rằng là cái lượng khách quốc tế hay là khách nội địa đến Hạ Long sẽ ngày càng đông thôi vì nó quá gần mà nó đầy đủ dịch vụ. Cho nên là ông Bin này thì cái đất của ông từ ngày xưa đâm ra là ông cứ triển khai bán bất động sản trước, thì sau đó thì ông mới bắt đầu triển khai các dịch vụ bãi biển rồi vui chơi giải trí vân vân ở phía ngoài biển sau. Nhưng hiện nay thì chưa có, đâm ra những cái khu vực này mặc dù là bán bất động sản đã hết rồi, đã chạy rồi, nhưng mà lại ít người ở đây vì ở đây không có dịch vụ vui chơi giải trí, nhưng mà không có ăn uống gì cả nên không đâu. Nhưng mà tương lai tôi nghĩ rằng nó sẽ tốt. Như vậy là gì, riêng cái mặt đẹp nhất của cái biển này nó gồm hai thằng đó là gì, là Bim và Sun. Ông Sun 600, ông Bim 300. Thế còn cái ông tiếp theo nữa gọi là bộ, tôi hay nói vui là bộ tứ kim cương ở Bãi Cháy, đó là ông Tuần Châu này. Tôi đã có video về Tuần Châu các bạn biết rồi, đúng không? Bây giờ hiện nay cái giá mà so tôi thời điểm tôi review nó cũng gấp đôi gấp ba rồi. Thì là cái của ông đảo Tuần Châu, chú đảo Tuần Châu, với của việc là có VP Land của Vạn Thịnh Phát, đúng không ạ? Hàng đã bổ sung hiện nay cái đảo Tuần Châu cả hơn 1.000 hectare cơ, đang các bạn thấy không, đang lấp biển, đang hình thành dần này. Đấy. Thì cái ông này mà triển khai nữa các bạn thấy rằng là gì, lấy về mặt rồi thì ông này nữa, ông này sau này bao gồm biệt thự biển, shop house, cành cọ vân vân, sau này quá đẳng cấp luôn. Đấy. Cái ông Tuần Châu ông ấy chậm vì là cái đất của ông đấy đâm ra là ông cứ túc tắc, ông có làm ông triển khai thôi, nếu không như các chủ thứ khác. Còn ngoài cái bên chỗ khu vực này, cái khu vực này thì lại là của ông Săn. Như vậy các bạn thấy rằng là gì, là không phải hiếm hiếm có ở một nơi nào, hiếm có một nơi nào nhé,
đã bao gồm có cả Sun, cả ông Vạn Thị Phát 600 hecta ở Tuần Châu, có ông Vin này bắt đầu vào đến Hạ Long, bắt đầu có ông Vin này, ông Tuần Châu này, ông Vi, ông Vạn Thị Phát này, ông Bim này, ông Sun. Hiếm có nơi nào ở Việt Nam mình trong một cái diện tích nhỏ như vậy mà lại chia được bốn ông lớn bất động sản, hầu như là lớn nhất Việt Nam về bất động sản nghỉ dưỡng làm đây. Tức là gì, cái tư duy, cái tầm nhìn của ông chủ tịch lớn này với cái việc mà sau này Hạ Long sẽ trở thành một cái gì đó nó rất là kinh khủng, rất là lớn, thì chúng ta cũng dễ hiểu thôi, đúng không ạ? Kể cả sau này khi mà có thông với cao tốc Móng Cái thì cái việc mà khách Trung Quốc sang Việt Nam rất là gần, rồi là sân bay đã triển khai về, sau này về đến Hạ Long từ sân bay Vân Đồn về Hạ Long chỉ mất 1 tiếng rưỡi thôi, để mà cầm phà trở lên gọi đô thị hóa, có người dân rồi có các dịch vụ, hay là Vân Đồn này có dịch vụ sẽ chờ lâu hơn. Thì đã vì bản chất là hiện nay các cái khu như Cẩm Phả hay Vân Đồn nó phát triển từ số 0 đi lên, đúng không ạ? Còn Hạ Long bản chất nó phát triển từ số 3, số 4 đi lên. Đâm ra là gì? Mới hai là chúng ta nhìn thấy cái việc mà Hạ Long sau này được các cái chủ tư họ quy hoạch trở thành cái trung tâm lớn về du lịch rồi. Các bạn cứ hình dung xem là gì, là mấy nghìn hecta của Vin là đầu này, rồi là cả mấy trăm hecta của Vạn Thịnh Phát, cô chưa kể Tuần Châu 600 hecta của Vạn Thịnh Phát và chưa kể Tuần Châu nữa, rồi là của Bim sau này số lượng bất động sản lên hết, các dịch vụ lên hết, rồi là của Sun nữa, còn chưa kể trên đồi nữa, đúng không ạ? Thì sau này cái mức mà cái lượng khách, cái ước lượng về lượng khách du lịch quốc tế và nội địa đến đây như thế nào, đúng không ạ? Nói về Hạ Long thì các bạn biết rằng là gì, đó là số 1 vì miền Bắc rồi, không thể thay thế được rồi, nó quá gần so với Hải Phòng, so với Thái Bình, so với Hà Nội, so với Hải Dương, so với Bắc Ninh, Bắc Giang, người ta sẽ đi Hạ Long hết thôi. Chứ còn chưa kể, tôi đã từng chia sẻ với anh chị là cái xu hướng tiếp theo của cái giới siêu giàu đó là du thuyền, thì chỉ có Hạ Long và Cát Bà thôi, nó phục vụ cho điều đấy, đúng không ạ? Nó phục vụ cho những cái việc thú chơi siêu xa xỉ như vậy, đúng không ạ? Miền Nam mình sẽ phát triển như vậy. Đó. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là gì, là hiện nay ấy, thì cái mức giá bán của, như vậy chúng ta thấy rằng cái về mặt tương lai của Hạ Long thì tôi không nói được, các bạn không nói được, chúng ta chỉ dự đoán thôi. Nhưng mà các cái chủ tư họ đã làm thì họ đã có đầy đủ báo cáo tài, họ đã nhìn trước tương lai khoảng 5 năm, 7 năm nữa rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta cứ follow theo các chủ tư lớn thôi. Các bạn nhớ nhé, Hạ Long là có Vin này, đây, Vin đây, đúng không ạ? Có Vạn Thịnh Phát này, đúng không ạ? Tuần Châu này, rồi là có Bim này đã triển khai một phần rồi này, có Hạ Long này, có thằng Sun Group này, đúng không ạ? Thì đương nhiên là khi mà càng đông như vậy thì cái giá bất động sản sẽ càng tăng thôi, đúng không ạ? Rồi thì cái giá đất hiện nay ở Hạ Long ấy thì so với các cái thành phố du lịch khác, ví dụ như Nha Trang, Đà Nẵng thì còn rẻ hơn, các bạn thấy rằng giá còn rẻ hơn, giá còn có một số khu kỳ mặt biển thì xem nhưng mà cái giá ở bên trong còn rẻ hơn, ở bên trong sâu nữa còn rẻ hơn nữa, đúng không ạ? Các bạn biết rằng vào Hoành Bồ, các bạn vẫn còn vào Hoành Bồ đấy, cơ sở tầng cầu Cửa Lục, cầu 1-2 đang làm như thế mà giá đất cao Hoành Bồ các bạn vẫn có thể mua cái giá 4-5 triệu một mét, và nó sâu một tí, đúng không ạ? Còn trung tâm có thể 20 30 triệu một mét còn rẻ chán, mặt đường chới này vẫn còn có mơ hơn chục triệu một mét. Đó là tóm lại gì, mức giá Hạ Long so với các vùng ở trong các khu khác thậm chí còn rẻ hơn. Các cái biệt thự ở Hạ Long xem tầm 17 đến 10 tỷ các bạn vẫn mua được, đúng không ạ? Còn cái mặt biển có thể đắt hơn, ví dụ cái đất hiện nay đang triển khai, ví dụ này BIM họ đang bán cái biệt thự mặt biển ở chỗ này đây, cái BIM Grand Bay này nó tầm 70, nó khoảng tầm 160 trăm 200 triệu một mét, 150 200 triệu một mét thì cũng không phải đắt mặt biển, đúng không ạ? Là một cái bán đảo riêng cứ không phải quá đắt so nếu chúng ta so sánh các cái vùng biển khác, so với các vùng khác mà nơi mà kiểu mà rõ ràng sau này Hạ Long là cái nơi tập trung của cái giới siêu giàu rồi, là một sự khác biệt hẳn hoàn toàn so với biển của Hà Nội hay là biển của Đồ Sơn hay là biển của cái không khí bên khác, đúng không ạ? Thì rõ ràng là gì, là cái giá đất đã trong thời gian vừa qua của Hạ Long đã đẩy lên khá là cao, nhưng các bạn cứ xem skyline, xem những cái tòa nhà lớn ở Hạ Long ấy, thì số lượng nó chưa nhiều, nếu mà đếm dọc cái trục đường Hoàng Quốc Việt đấy ra ấy, thì đâu đó nó chỉ khoảng đâu đó đường Hạ Long và đường Hoàng Quốc Việt đấy ra, các bạn đếm các cái tòa nhà cao tầng Hạ Long đâu đó chắc là không quá 20 tòa, còn quá ít so với cả gì ạ, so với Nha Trang hay Đà Nẵng, nên là về tương lai gần thôi cực kỳ sẽ phát triển đông nữa, đúng không ạ? Cái quỹ đất còn có nhiều mà, còn có Lotte đã về đây rồi, đúng không ạ? Rất nhiều cái thứ khác nữa, có cả Lotte, có trường học quốc tế vân vân để thu nét nữa, thì sau này Hạ Long về mặt 5-7 năm nữa thì gần cái nơi sống rất là hoàn hảo về đầy đủ về dịch vụ y tế đấy, rồi là giáo dục, ăn uống vui chơi giải trí, kết nối sân bay, kết nối tàu thuyền đi lại, đúng không ạ? Thế còn những cái dự án cái đất cái ở Hạ Long ấy thì hiện nay cái quy hoạch khá là chặt chẽ rồi, thì đương nhiên cái được gọi cái lớp người đầu tư cái giá rẻ hẳn đấy là không còn nữa, mà cái quy hoạch rất là chặt chẽ, việc chuyển đổi pháp lý rất khó khăn. Thế đương nhiên là với những người mà ít tiền hơn thì chúng ta sẽ phải mua xa hơn ở cái khu vực bên trong Hoành Bồ Giếng Đáy, hoặc thậm chí là sang phần Quảng Yên, Việt Hưng, đó, phần Quảng Yên bên này,
Còn những cái người mà họ có điều kiện hơn, chi phí tốt hơn thì tôi khuyên là sẽ nên mua, chúng ta sẽ mua những cái bất động sản ở trong những cái gần biển như này, vì càng gần biển càng tốt, hoặc là trên đồi. Thì vì hiện nay trên đồi của ví dụ cái đồi, những cái đồi như Mulaco này, hay cái đồi chỗ này Atcho đấy, tôi nhớ ra Atcho, hoặc là chỗ này, thì cái giá hiện nay nó vẫn còn đang bỏ hoang. Tại vì sao? Hiện nay người ta vẫn đang FOMO, họ đang tập trung truyền thông quảng cáo cái mặt biển, còn cái trên đồi nó chưa được cái trend lớn, nhưng mà cái trên đồi về sau này rất là đẹp. À, với cái vị trí khá đắc địa và đặc biệt và cái số lượng đồi rất là ít ít nữa, cho nên là gì, nếu mà có điều kiện hơn thì chúng ta sẽ mua cái đất mà trên đồi, hoặc là chúng ta có thể mua những cái vị trí vẫn tìm những mảnh đất mà có thể view, vẫn có cái view đẹp ở trên các đường trục chính ở Hạ Long này. Tại vì từ đây xuống đến biển nó chỉ mất khoảng 1-2 cây số thôi, hoặc là 500 m hoặc cây số thôi, hoặc là những cái view hồ như này đều rất là đẹp luôn. Thì cái giá vẫn chưa là quá là cao, không phải là cao, chưa quá là cao so với các khác. Các bạn nhớ này, là sau này Hạ Long ấy nó không chỉ đón khách du lịch mà còn là nơi sống, vì sao? Nó rất gần với Hà Nội và nó đầy đủ các điều kiện về công ăn việc làm, có khu nghiệp, có các cái dịch vụ để công ăn việc làm, và có công ăn việc làm sẽ tạo được cái hút được cái người khác nơi đây khác đến và tạo công ăn việc làm được, đúng không ạ? Như vậy là Hạ Long không chỉ là du lịch, nhiều khi họ đến Nha Trang họ về, họ đến Đà Nẵng xong họ về, họ đến Phú Quốc xong họ về, nhưng Hạ Long nó gần với cả chỗ các trung tâm lớn rất đông người như Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Hưng, Yên, Hà Nội, Hải Phòng, thì khu vực này nó chỉ còn hút được cái người đến ở sinh sống, đúng không ạ? Đấy, rồi khách du lịch nữa, có công ăn việc làm thì sẽ có đông khách, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ chọn được những cái vị trí đất nó rất là đẹp để làm các dịch vụ. Đấy, cái số lượng phòng mà các bạn thấy rằng là gì, nếu mà chúng ta nhìn cái rộng ra thì sau này số lượng phòng ở Quảng Ninh ấy, ở Hạ Long ấy, nói rằng là gì, sẽ không đáp ứng đủ được khách du lịch đâu. Tại vì sao? Vì lượng khách sẽ ngày càng đông, đúng không ạ? Cái số lượng phòng nghỉ Hạ Long bây giờ nó chỉ có tầm vào 100-200 ngàn phòng thôi. Còn cái số lượng khách du lịch mà các bạn biết rằng dân số xong điện đường các cao tốc ngày càng thuận tiện, kết nối càng ngày càng đông, thì sau là cái việc mà du lịch, rồi là thời đại của ô tô nữa, cái việc mà đi lại càng càng đông, nó còn đông nữa. Nên không phải bỗng dưng mà Vin được quy hoạch mấy nghìn hecta ở đây đâu, đúng không ạ? Rồi là chưa kể Vạn Thịnh Phát, còn chưa kể một cái lượng khách lớn từ miền Nam ra nữa, từ xa sân bay Vân Đồn mà trước đây rất là khó đi, thì bây giờ như thế nữa. Tất cả mọi thứ nó vẫn còn đang ở phía trước, và cái mức giá ấy, các anh chị có nhìn như này là thấy rằng là gì, là quỹ đất dành cho cái việc đầu tư cá nhân ấy, tức là mua đất gọi của dân rất là ít rồi, thì hiện nay chúng ta chỉ tập trung vào cái đất mà các cái dự án thôi. Đấy, dự án của BIM là trung tâm, sau này các bạn thấy rằng là sau này như của BIM rất là trung tâm, BIM sẽ kẹp giữa Sun, Tuần Châu, Vin, đúng không ạ, là kẹp giữa luôn. Còn cái Tuần Châu thì nó sau này nó là vô đối rồi, đúng không ạ, vì nó là một cái đảo riêng, nó là một cái thiên đường riêng, là một cái thế giới riêng mà sau này người ta có thể quy hoạch những thứ mà ở ngoài đất liền không có, chặn cầu phát là không có gì khác mà, đúng không ạ? Nên là sao có thể xin những cơ chế riêng, nên của Vin có thể là họ sẽ phân khúc thấp hơn và bán số lượng đông hơn với những người mà muốn sở hữu cái biển ở Hạ Long sau này. Như vậy chúng ta sẽ để đất dân thì chúng ta sẽ phải lựa chọn những cái khu vực mà gần biển có view đẹp, là sẽ còn vẫn còn. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ tập trung vào những dự án mà còn cái giá còn rẻ so với các cái vùng du lịch khác để người ta mua, đúng không ạ? Đấy. Thì đấy là cái mà góc nhìn để chúng ta tập trung. Như vậy là chúng ta thấy là gì, Quảng Yên tôi nói rồi, lốt lại từ đầu. Về mặt Quảng Yên thì tôi sẽ cái giá trong thời gian vừa qua đẩy lên khá là cao bởi bám cái khu nghiệp Ipsy, rồi là khu nghiệp Amata, rồi là cái khu gần Hoàng Tân này, gần Hồ Vin, đẩy giá khá là cao, cao so với thời điểm gốc thôi. Và đây là chúng ta chờ khá lâu nữa. Nếu mà tôi sẽ đầu tư thì tôi sẽ cái bì sẽ đầu tư vào trung tâm của Hạ Long hơn là Cẩm Phả, hơn là Vân Đồn, hay là hơn là gì, là Móng Cái, đúng không ạ? Thì đấy là cái nội dung cái chia sẻ của tôi video ngày hôm nay. Anh chị có ý kiến khác hoặc là chia sẻ thêm góc nhìn của mình, hãy comment chia sẻ video xuống phía dưới, rất mong nhận ý kiến đóng góp của anh chị để hoàn thiện video này hơn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.